Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Tiết lộ mức giá bán cực tốt cho các chiếc Kawasaki ZX25R 2020 tại thị trường Đông Nam Á. Giới truyền thông nước ngoài vừa tiết lộ rằng Kawasaki Ninja ZX25R 2020 tại thị trường Indonesia sẽ có hai phiên bản, là phiên bản có phanh ABS và một phiên bản không có trang bị phanh ABS, với mức giá bán từ là 160 triệu đồng. Như thông tin chúng tôi đã chia sẻ clip trước và có tham khảo rằng Ninja ZX25R 2020 sẽ được giới thiệu với hai cái phiên bản là phiên bản tiêu chuẩn và bản SE, nhưng có mức giá bán tại thị trường châu Âu lên tới hơn con số là 250 triệu đồng. Đây có lẽ là một cái giá làm cho người tiêu dùng tại châu Á bị hụt hẫng, vì được cho là ngang tầm của một cái chiếc mô tô 600 phân khối hiện nay. Tuy nhiên, thông tin hôm nay lại kéo lại cái sự hụt hẫng của người theo dõi, vì giới truyền thông tại thị trường Indo vừa mới khai thác và chia sẻ giá bán của cái chiếc Ninja ZX25R 2020 sắp được ra mắt vào ngày 10 tháng 7 năm 2020, bao gồm giá như sau. Giá của Ninja ZX25R 2020 phiên bản không có phanh ABS sẽ đạt ở mức giá là 98.800 rupiah, tương đương khoảng là 160 triệu Việt Nam đồng. Và giá của chiếc Kawasaki Ninja ZX25R 2020 phiên bản có phanh ABS sẽ đạt ở mức giá 114.000 rupiah, tương đương khoảng 184 triệu Việt Nam đồng. Tất nhiên, mức giá thành vừa chia sẻ thì vẫn chưa phải là thông tin chính thức từ nhà Kawasaki dưới bất cứ hình thức nào, mà dựa trên cái tài liệu của giới truyền thông khai thác được. Nó tương tự như mức giá thành thanh toán trả góp cho các dòng xe máy thường được sử dụng. Cái đó, giá bán trên được xem là có cơ sở để chúng ta hy vọng rằng về một mức giá hợp lý hơn cho cái chiếc Kawasaki Ninja ZX25R 2020. Ngoài hai bản kể trên, sẽ có thêm một phiên bản đặc biệt KAT của Dodo Kawasaki cũng được ra mắt cùng thời điểm. Và như chúng ta hãy xem những clip trước đó, vẫn có phụ kiện và những tính năng riêng như phiên bản là SE. Các bạn hãy kiên nhẫn đôi chút chờ đợi ngày chính thức ra mắt của cái chiếc Kawasaki Ninja ZX25R 2020 chính thức được ra mắt vào ngày 10 tháng 7 năm 2020. Và mọi thông tin mới nhất về thông số kỹ thuật như giá bán sẽ được chúng tôi bổ sung kỹ hơn clip tiếp theo. Cận cảnh tay thắng Fando FMC 630 2020 có mức giá bán chắc ít ai dám mua. Vài ngày trước mình đã có những thông tin rằng tay thắng CNC nguyên khối mỗi thời mới nhất 2020 của hãng Fando có một cái mã là FMC 630. Thì hôm nay thương hiệu này đã bật mí giá bán rẻ kèm theo cái những hình ảnh piston bên trong cho cái phần tay thắng trái phải. Cụ thể, cái dòng sản phẩm của hãng Fando FMC 630 2020 sẽ có hai bản, là bản full đen hoặc là full bạc cho người dùng dựa trên một cái phối với chiếc xe yêu dấu của mình. Ngoại hình và chức năng sẽ giống nhau với những cái mẫu trước kia. Cái dòng sản phẩm này được chia sẻ. Cái dòng sản phẩm này được sản xuất ở bên trái và phải luôn nhé, với cấu hình piston là như sau. Ở phía bên trái, piston sẽ là 14mm. Còn cái phía bên phải, piston sẽ gồm có 14, 17 hoặc là 19mm. Giải thích cho cái vấn đề này, chúng ta có thể hiểu bên trái là phanh đĩa sau cho dòng tay ga, hoặc người dùng chỉ thường sử dụng là heo tầm từ 2 bit tới xứng, hoặc là lên con dầu chơi xe con tay thì cấu hình 14mm là quá đủ. Còn bên phải thường dùng cho các dòng heo dầu lớn như 2 bit đến 4 bit, hoặc những dòng độc phân có lớn sử dụng là hai heo trước, nên có nhiều phiên bản hơn để cho chúng ta dễ dàng lựa chọn. Và mình cũng là lý giải được vì sao trên phần tay thắng sẽ có hai nắm chỉnh. Một là dùng để tăng giảm cái biên độ tay thắng. Hai là dùng để chỉnh cái vị trí cái điểm phanh cho phần tay thắng. Chức năng này cũng tương tự như cái phần tay của Rainbow Costa. Và giá bán của dòng thắng này sẽ rơi vào khoảng 11.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng là 36 triệu Việt Nam đồng.
cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Để tiếp nhớ like và subscribe.